Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Follow TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 1 tháng 1 ổn định tại thị trường trong nước. Trên thị trường xuất khẩu, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cộng đồng hồ tiêu quốc tế niêm yết giá tiêu xuất khẩu của Indonesia đứng ở mức 3.887 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia ở mức 6.100 USD trên tấn. Còn tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định với mức giá là 3.270 USD trên tấn. Tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng vẫn duy trì ổn định trong nhiều tháng qua với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít hiện đang giao dịch với mức giá là 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hiện đang có mức giá là 5.700 USD trên tấn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong quý 4, xuất khẩu sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho từ các năm trước chuyển sang. Việt Nam đã xuất khẩu hết sản lượng vụ thu hoạch năm 2023. Một phần xuất khẩu được lấy từ lượng nhập khẩu cũng như tồn kho từ năm trước. Lượng tồn kho năm 2023 chuyển sang năm 2024 sẽ thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ngoài các yếu tố về cung cầu, một số nguồn tin cho biết giá tiêu tăng mạnh trong thời gian gần đây còn do yếu tố đầu cơ. Tồn kho còn lại ở Việt Nam chủ yếu nằm trong tay giới kinh doanh và đầu cơ. Hoạt động đầu cơ có thể tiếp tục hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn cho tới khi vụ thu hoạch mới diễn ra. Với kết quả đạt được sau 11 tháng của năm 2023, ngành tiêu gần như sẽ có năm thứ 6 liên tiếp lỡ hẹn với xuất khẩu tỷ đô. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì vị thế là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% thị phần. Bỏ xa quốc gia ở vị trí thứ hai là Brazil với khoảng 73.300 tấn, trị giá là 227,7 triệu USD. Nhận định về triển vọng giá tiêu trong năm 2024, ông Lê Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk, cho rằng mức giá tới 90.000 đồng 1 kg là khả thi. Ông cho rằng không chỉ Việt Nam mà sản lượng của nhiều nước trồng tiêu như Ấn Độ, Brazil được dự báo sẽ không khả quan do ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu cơ bản duy trì ổn định với mức giá thu mua từ 82.500 đồng tới 85.500 đồng 1 kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, các đại lý vẫn thu mua trong khoảng là 84.500 đồng tới 85.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai, ghi nhận ở mức là 82.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Phú Yên sáng nay ghi nhận quanh mức 82.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ghi nhận ở mức cao nhất là 85.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, mức giá là 85.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu là 84.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, vụ mùa năm nay đã bắt đầu thu hái tại một số vùng tiêu chín sớm như tại tỉnh Đắk Nông. Cả người mua và người bán đang trông chờ vào những thông tin về sản lượng khi bước vào vụ thu hoạch rộ sau Tết Nguyên đán. Theo đánh giá chung của các doanh nghiệp, vụ tiêu năm 2024 sẽ giảm 10-15% và dự kiến sản lượng thu hoạch trong nước ước đạt là 170.000 tới 170.000 tấn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.